Thưa quý thầy cô và quý vị đại biểu, ngày hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2021, cũng là thời điểm tròn 12 năm, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta chính thức nhận quyết định lên đại học. Kể từ cột mốc ấy thì trường ta đã trải qua 12 mùa khai giảng, 12 năm học mới với rất nhiều những tình cảm yêu thương đong đầy như một đại gia đình. Chúng ta có những người cha, người mẹ là các thầy cô giáo luôn tận tụy. Những người con là những thế hệ sinh viên lần lượt trưởng thành và vươn xa trên con đường nghệ thuật, khẳng định tên tuổi sự nghiệp của bản thân cũng như góp phần làm rạng danh mái trường. Và sau đây, xin mời quý thầy cô, quý phụ huynh, các anh chị sinh viên và các bạn, chúng ta cùng đến với hành trình 12 năm qua những khoảnh khắc được ghi lại của từng năm học nhé.